chiều ngày 23 tháng 8 năm 2024, tại nhà văn hóa xóm Tân Thành, Hội khuyến học xã Nhân Mỹ đã tổ chức ngày hội mổ lợn tiết kiệm khuyến học khuyến tài năm 2024. Ngày hội mổ lợn tiết kiệm đã thu hút được đông đảo hội viên người cao tuổi, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xóm tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm từ 24 con lợn tiết kiệm của các gia đình đã tiết kiệm để dư gần 80 triệu đồng. Trong đó có một con lợn có giá trị cao nhất lên đến 18 triệu đồng. Số tiền này sẽ được các gia đình dành cho việc mua sắm quần áo, sách vở và các khoản đóng góp đầu năm học mới cho con cháu mình. Trong những năm vừa qua, phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm phục vụ công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn huyện Tân Lạc nói chung và xã Nhân Mỹ nói riêng phát triển khá đều. Nguồn tiết kiệm trong cuộc sống, chi tiêu hàng ngày là điều kiện để các gia đình chủ động hơn về kinh tế, để con em mình chuẩn bị bước vào năm học mới một cách chủ động và đầy đủ.